Mọi người em khó chịu kinh khủng luôn, suốt ngày phải bóng cái băng vệ sinh hàng ngày ấy. Ờ. Khó chịu kinh khủng luôn. Trước khi có bầu ấy thì là cái hiện tượng của em thì là có mùi, em khó chịu lắm, suốt ngày phải đóng băng hàng ngày ấy. Ừ. Ừ, thế là đợt vừa rồi thì là thấy em cũng có bảo với bác mà em dùng xong á, rồi có 2-3 ngày thì em uống lên ấy, mà em đã thấy là nó hiệu quả, là nó đã không còn mùi nữa rồi ấy. Alo. Hello, xem chào xinh xinh, bác sĩ Hạnh đây. Bác sĩ Hạnh bác đây, nào ạ? Bác sĩ Hạnh đây. Dạ vâng ạ, em. Dạ vâng ạ, em là chị ạ. Hôm nay chị gọi điện thoại đến để hỏi thăm tình hình sức khỏe của vùng kín thế nào rồi. À, em đợt vừa rồi là em mới sinh em bé. Ờ. Thế là, dạ vâng ạ, thế là em vẫn đang dùng bình thường bác ạ. Ờ, nhưng mà ý là trước khi mà mình tìm đến men của bác Hạnh ấy, men vi sinh của bác Hạnh ấy, thì tình trạng nó như thế nào? Và sau khi mà sử dụng nó như thế nào? Thì tại vì là sau khi thì bây giờ thì em vẫn đang ra sản dịch nhá. Ờ. Thì trước khi có bầu ấy thì là cái hiện tượng của em thì là có mùi, em khó chịu lắm, tức là phải đóng băng hàng ngày ấy. Ừ. Ừ, thế là đợt vừa rồi thì là thấy em cũng có bảo với bác mà em dùng xong á, rồi có 2-3 ngày thì em uống lên ấy, mà em đã thấy là nó hiệu quả, là nó đã không còn mùi nữa rồi ấy. Ừ, tích nhở? Xong ấy. Vâng ạ, thế là em giới thiệu cho mấy người dùng ấy. À, chị cũng thế đấy, hôm trước chị đây là chị vừa khám cho một cái chị xong cái thì tự nhiên chị nhớ ra em luôn, chị gọi cho em luôn để hỏi thăm ấy. Tại vì mới sinh xong thì nó có cái những nhạy cảm khác nhau, có những cái kiểu triệu chứng khác nhau, không giống như những cái người mà bình thường. Đấy, chị gọi điện thoại hỏi thăm cho xinh xinh, tên hay nhỉ? Vâng, tại vì là cái đợt vừa rồi thì là sau sinh thì là em không dùng, nhưng mà cái đợt vừa rồi em lại bị bế sản dịch bác ạ. Ừ. Ừ, thế là bắt đầu là từ hôm đấy em khám xong em lại bị bế sản dịch xong em lại có một cái hạch nữa, thế là em lại bắt đầu em thấy thấy có vấn đề, thế là em lại uống đều thuốc bình thường, tại vì đợt vừa rồi em vẫn uống kháng sinh. Ừ. Thế là sau khi kết thúc kháng sinh cái bắt đầu là được khoảng tầm 5 ngày rồi bắt đầu là em lại uống lại bình thường rồi. Ừ. Thế thì uống xong thấy sao? Thấy sao mà đi giới thiệu khắp nơi thế? Hả? Thì tại vì là em dùng em thấy nó hiệu quả ấy, thì em mới giới thiệu cho mấy chị bạn ấy, thì chị bạn dùng xong cũng ok ấy, rồi xong bảo là đúng cái đợt em đi sinh thì bảo là ta dùng cái gì ok đấy, để bảo xem là mọi người ai dùng thêm thì ta giới thiệu thêm. Vì em thấy cái sản phẩm của chị ấy, em lúc đầu là em cũng có, ngày trước em cũng có dùng cái loại của cái men của Optimatic của thằng Úc ấy, em nhớ là như thế ấy. Nhưng mà nó không ăn thua. Khi mà em dùng của chị một cái em mới thấy nó giật mình, mới có được có 2-3 ngày ấy mà thấy nó hiệu quả nó rõ ràng luôn. Ừ. Thì hôm trước nha, chị là bác sĩ luôn nha, nhưng mà thực ra chị là bác sĩ thì cũng là phụ nữ đúng không? Thì cũng có những cái vấn đề khó nói giống tụi em. Thì hôm đấy là chị đặt vòng nội tiết xong thì nó bị 2 tháng đầu thì không sao, nhưng mà tháng thứ 3 thì nó bị rong kinh. Rong kinh thì tất nhiên thì đóng băng vệ sinh nhiều thì nó bị hôi đúng không? Nó bị hôi. Thế xong rồi bảo bây giờ chị lại chạy bộ nữa. Thế là chị bảo là bây giờ mà lại cứ bị hôi như thế này thì rất là khó chịu. Đấy, tự nhiên ngửi thấy cái mùi của mình khó chịu rồi. Thế chị lấy uống luôn. Chị uống viên đầu tiên thì nó cũng đỡ một phần, nhưng mà uống đến viên thứ hai tự nhiên chị cảm thấy ôi sao nó không còn mùi hôi nữa. Thế chị bảo ôi sao sản phẩm nó hay thế, cực kỳ hay thật luôn. Đúng rồi, cái hôm em cũng thế, em có bầu ấy, em cũng bị như chị vậy luôn. Vì em khó chịu kinh khủng luôn, suốt ngày phải bóng cái băng vệ sinh hàng ngày ấy. Khó chịu kinh khủng luôn, mà là đúng là đợt mùa hè nữa chứ. Khó chịu nhỉ? Đóng băng vệ sinh thì khó chịu thật, mùa hè nữa. Em tại sao em biết là những cái sản phẩm này nó lại khác cái sản phẩm như thế không? Em lại không ạ. À, bởi vì á, ngoài cái bổ sung tỷ lợi khuẩn cho cái đường âm đạo của mình nhá, nó còn có bổ sung 2 thành phần chống bám dính nữa. Nó không cho cái vi khuẩn có hại ấy, nó bám dính trở lại vào cái niêm mạc âm đạo và không có bám dính vào niêm mạc của bàng quang và tiết niệu nữa. Đấy, đấy là cái cơ chế của cái men này, nó khác cái men khác như thế. Đấy, cho nên em mới hiệu quả như thế đấy. Ôi em bé dễ thương thế. Dạ vâng ạ, em đang tu ti. Có cho bú hoàn toàn sữa mẹ không đấy? Dạ vâng ạ, em là hoàn toàn bằng sữa mẹ. Ờ, thế tuyệt vời quá. Em sẽ cho bú khoảng 6 tháng hoàn toàn sữa mẹ, sau đấy thì mình cho ăn dặm. Ừ. Còn nếu mà 6 tháng đầu tiên nếu mà em không có việc gì này, không có phải bấy gì thì cứ cho bé bú hoàn toàn, không cần phải cho thêm nước, cũng không cần phải pha thêm sữa ngoài đâu. Tốt nhất là như thế. Tại chị có 2 năm để làm nghiên cứu về sữa mẹ đấy, 2 năm chị học chuyên khoa 2 á. Bạn này nhà em là sữa mẹ có nhiều, em còn vắt ra nữa để ví dụ như mẹ đi đâu thì mẹ cho ti bình ấy ạ. Đúng rồi. Chính xác. Nhiều lắm. Chính xác. Tuyệt vời quá. Thế chúc hai mẹ con khỏe mạnh nha. Có vấn đề gì kể cả xem em bé hoặc là trong quá trình nuôi con có vấn đề thì cứ nhắn cho bác. Dạ vâng, em cảm ơn bác nhé. Ok, có gì cứ phản hồi nhá. Chị cảm ơn.
Ok, xin chào hai mẹ con.